Thấy bảo tàng không? Đó, lát nữa muốn đi bảo tàng mình qua bên đó luôn á. Đưa cái thẻ, bên đây có cái thẻ mới rồi. Rồi đi tới hai người luôn. Rồi xong. Nó có con sâu ở trong phải không? Đây nè. Kén hả? Có kén không? Có, trời nó đó. Đâu? Cô thấy không? Cô thấy kén không? Trời ơi, kén nha. À. Ở trong đây không có con gì hết. À, có kén nè. Đúng không? Nó nuôi cây sâu ở trong. Nó đi vô trong đi con, đi vô trong đi. Trên trời quá trời kìa. Ở đây nè, con này nó đang đậu đây nè. Con này nó cái nhộng nó lấp lánh nè. Bướm này là cái nha, bướm quạ. Đúng rồi, cái này nó lấp lánh nè. Thấy không? Thấy không? Ồ, hai con bướm này nó đang dính nhau nè, tẹo. Có chứ tại con không thấy nữa. Này sao nó không ra nữa ha? Bữa nay nó ở trong chuồng rồi tẹo. Có mấy con rồi kìa. Hả? Cái nào nó đó, ra được hay. Thì ở đây cái sông này nó ấy mà, đó nó ở trên la cây với trên nóc chuồng nghe không? Sao? Ừ đó. Còn ở ngoài kìa. Tát nước mới và mấy con voi kìa. Để nó giống Tây Nguyên chút xíu à. Là Linh Dương đồ bò hả? Đâu phải đâu. Phải không? Đây là gì đây? Ừ, đẹp quá ha, đẹp quá, mặc cái gì dễ thương không? Đầu con bò giống con bò kìa, nhưng mà nó có hai cái sừng đẹp quá. Đẹp nè. Con này con gì vậy? Con Linh Dương đầu bò. Con bên kia cũng vậy mà. Con kia là con đầu trâu. À, đúng không? Đầu trâu. Ủa sao thả nguyên con trâu vô đó làm gì vậy? Đâu có, nó là cái loại bò nó vậy. Cái sống à, sao không biết. Nguyên đàn nai đẹp không tẹo? Dễ thương quá hả? Chuột gặm như nó sẽ ăn chay nè. Ừ đúng rồi, ăn cỏ ăn chuối rồi đó thì người ta cho nó ăn chuối đó. Nhưng mà ngày nào có ăn chuối gì đâu. À nó cứ cho ăn cỏ nữa kìa. À con này dễ thương không? Để từ nhà dễ thương nè. Ủa mà Thảo đi Linh vô đây nữa nè. Ừ thì nó sống chung được mà, nó thú móng guốc nó sống chung với nhau đó. Con rồi. Nè. Nó cho tao
gọi là nai cà tông hả? Tông cà nai. Nai cà tông là gì? Cà tông cà nai. Cái này cái sừng nó đã không tẹo. Có người nó mới đuôi với mình, không có người mà. Có người mà ở chỗ mà. Đó không? Leo lên. Nhanh lên con, leo lên, leo lên. Ở đây ha. Đã không? Không, mở cửa. Đôi nó con sư tử. Phải không? Con thứ 8 mà. Sử nữ chứ. Con 8 là sử nữ. À, mình đang ê, đang lên quay. Cao kìa, đang lên cao kìa. Ồ, tòa nhà đẹp ha. Tòa nhà đẹp quá trời luôn á. Quá đã luôn ha. Cách đất của mình mấy mét ba? Hả? Cách đất của mình mấy mét? Đúng không? Đúng không? Nó giỡn chứ cách có mấy chục mét thôi, làm gì dữ vậy? Ừ. Nó đâu có cao tới mức độ đó, phải không? Mấy trăm mét là coi như là lên tới trên cái tòa nhà kia luôn đó. Đó, mình quay ở trên này mình có thấy được cái tòa bên kia đẹp kìa không? Không? Đó, ở đây nữa người ta làm sẵn cái này để mình quay phim kìa, phải không? Bà tổng không đi hết điện thoại nữa rồi, mệt lắm à. Đó. Cái trò chơi cảm giác mạnh lên đưa xuống á. Đây là đẹp nhất rồi. Giác như thế nào đồng chí Tẹo? Quá đã phải không? Rất cao và cũng rất vui. Tẹo đâu có sợ độ cao đâu phải không? Nãy hôm luôn nè. Quá giỏi. Còn thấy chóng mặt luôn thì gì đằng khác. Phải không? Ừ. Vậy là tốt rồi. Bây giờ xuống là mình nè, cá sấu bự luôn nè. Đây nằm phơi nắng. Nắng đầu nắng. Wow, mập ú. Đúng là cá sấu. Cá sấu chứ mà cá sấu. Sấu bắt. Nó bự luôn rồi Tẹo. Cái răng đó mà nó táp thôi rồi luôn. Đó, nó bò đi á, nó nghe nó nói vậy nó bò đi á. Ồ, bò nhặn gheo quá trời, quá dữ luôn. Bò đúng nhanh luôn. Thấy mà nó đớp liền nhưng mất cỡ gì. Đớp không? Dạ, là 1, 2, 3, 4 con. Con nào cũng thấy to bì chà bá kìa. Ừ. Này, đang à. Đó kìa, đó kìa, con đưa ơi kìa. À, đó kìa, mặt bự á. Hành tinh khỉ gì đó. Đó, thấy con đó không? Nằm dưới đó kìa. Con kia nào ngồi trên kia. Ờ. Tập. Ngồi nó. Anh ngồi, anh dẫn, anh bóc cỏ, bóc đồ. Đó, đó.
Nó con ngựa quá hả? À, nó đi đâu à? Nó dồn vô trong đó hả? Có gì chổng hả? Đó đó đó. Ồ. Giống người quá ha. À. Cái mặt. Đứng cái tướng. Giống như con người có râu á. Ừ. Cái mặt nó nhất còn cái mặt á. Ừ. Ta chụp hình nó làm dáng. Ừ. Nó làm dáng á bà. Ừ. Ta chụp hình nó làm dáng á. Phải không? Quán này giờ là hồi xưa nó có cái này nè. Ồ. Bia con cọp kìa. Đó, đã không? Đó. Vui không? Tái hiện lại cái hồi xưa đó, giống như người thiệt á. Đó là gì không? Lựu đạn á. Đúng không? Lựu đạn hơi nữa nè. Ừ. Ồ, lựu đạn hồi xưa đủ loại. Ờ, là cái gì? Ừ. Này là cái gì vậy? Ừ. Này là cái gì vậy? À, dây mìn gì á. Thấy không, cái này là bi đông nè. Bình nước á. À, bi đông nước của mấy ông xưa á, bền lắm á. Cái này là AR-15 hả gì nè? AK chăng? Rồi đồ giáp bảo hộ luôn kìa. Nghe thấy chai bia này là nhớ hồi xưa. Bia con cọc, lại về. Rồi đi. Đúng không? Nó không thèm mà nhúc nhích luôn á, mình kêu nó mà không chứ. Dạ chết. Dạ chết. Rồi, mấy con này là hoang dã mà hóa vậy. Hả? Người ta nói gì? Nói gì? Hả? Nó nhìn qua kìa. Giống như con chó ở nhà thôi, nó phá đó. Đó, thấy giờ nó dồn lên đó. À, vệ sinh đâu ta? Hả? À, vệ sinh đâu vậy? Cái con hồi nãy đâu phải là nhện đâu. Chứ cái đó là cái gì? Cái con trùng nó bắt được á, chứ không nhận đâu. Bỏ cái bịch đó luôn đi, bỏ cái bịch luôn đi. Cái phun ra. Bỏ lại đi, rồi bỏ cái bé chứ. Mấy con này là có... Nó này... Mấy con này nó phun bay. Nó muốn đâu? Nó muốn đâu con? Kìa, nó ở trên túc ở trên kia kìa. Sinh sản được rồi Tèo. Sinh sản được tại xã Công Viên kìa. Đúng không? Nè. Ờ. Giống như con ngỗng đen hả? Phải không? Ngỗng đầu đen. Phải nó không? Làm gì vậy? Nó vàng quá ha. Con này con thì tôm phải không? Con rồng với con rồng gì đó hả? Mèo không? Đâu phải có mèo đâu không? Con này là vượn cáo. Nó là vượn cáo. Nhanh quá hả? Đi nhanh kìa. Nó bò từ từ lại á. Nó tưởng là mình cho ăn á. Trên đầu. Nó bò lại con á. Cái mai nó đã không? Không? Xíu à. Cây cổ thụ trong công trong sở thú đã ghê không? Phải không? Bự ghê. Nó quá bự luôn á, mà vài bữa nó giờ sở thú đi ủng á. Đây là những cái con đường mà ngóc ngách là người ta ít đi vô đây nè. Ừ, người ta không có đi vô đây mà người ta đi ngõ trước không à. Đây là ngõ trong này là ít người đi lắm nè. Con gì bóng đúng bự luôn á. Ờ nó sao nó bay ra ngoài à? Nè. À, nó bay ra ngoài luôn kìa. Hả? À, cây gì đó, cây tung quá hả? Ừ. Bự không? Ừ. Đó, nghỉ mệt phải không? Ừ. À, nhìn nè. Cây này là cây... Trời cao quá hả? Cây tung phải không? Ừ. Tung cũng cao quá trời cao luôn. Quay cái rễ của nó người ta mới thấy. Ừ. Hả? Rồi thôi đừng có leo lên. Vẫn còn... Nó bay kìa, thấy không? Thấy con nó bay luôn, bự ghê không? Khổng lồ luôn á.
cái tên nó là già đẩy, to ghê không? Đẩy già. Cây này cũng là cây tung nè, mà không bự. Trời, nó ăn cái gì nó lắc, nó mỏ cây cọc 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 luôn. Cho con bán rồi dơ đó. Ô, ếch nhái gì trong này tẹo. Vậy được nè, làm gì mình nuôi cho nó đẹp. Không, làm giống sâu. Đẹp hơn là có hòn đảo đồ. Đây này, nó bỏ sâu cho coi cho. Không, cho làm mang. Đẹp hơn là phải có hòn đảo đồ á. Ừ. Đã. Đảo sao con? Hòn đảo giống như ngoài đời thiệt á. À, ở trên để làm lưới thôi này có gì đâu. Cái là trong này nó làm mấy cái cành cây để nước nước chất nè. Ừ. Ủa mà sao? Đơn giản quá ha, làm đơn giản quá. Ít sừng á. Ít sừng. Không thấy gì hết trơn vậy trời. Nó nằm trong kia rồi. Con ếch đâu? À, chắc là này nó không có cho con gì vô. Con này nó bự dữ à. Thấy bèo. Nè con cóc nè. Thấy không? Làm nó giống như nó có hòn đảo vậy đó, đó không? Có nước nè. Coi đừng có tháo ra con. Đâu có tháo, con ếch sừng con thấy có quỷ gì đâu. Nó núp rồi con ơi. Núp đâu? Hả? Về thôi, mệt quá. Về phải không? Ừ.